Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ giải vòng số 16 với lông bích lớp 8. Đây là vòng thi cấp huyện của bảng B. Bài thi đầu tiên, số dư của đa thức này khi chia cho x trừ 2 thì theo định lý Bayesian chúng ta sẽ dễ dàng tính được. Số dư của nó là sẽ bằng 1 cái. Tiếp tục, 3x bình trừ 3x bình là hết, như vậy còn lại 6x bằng 36, x sẽ bằng 6 kìa. Tổng bình phương bằng 0, vậy từng cái số hạng này phải bằng 0, x sẽ bằng trừ 1, y bằng 3, kết quả bằng 2. Rồi, ta bổ sung 4 vô cùng với x bình trừ 4x thì sẽ thành một cái bình phương. Rồi ta bổ sung thêm 16 cùng với y bình trừ 8y sẽ thành bình phương. Vậy nãy giờ bổ sung 4, giờ 16 là 20, mà chúng ta chỉ có 8, như vậy chúng ta phải trừ đi 12 thì mới đủ. Thì đó chính là giá trị nhỏ nhất. Rồi, x bình trừ 2x bằng 2. Giờ các em biến đổi biểu thức m này, làm cho nó xuất hiện x bình trừ 2x. Rồi ta thay cái giả thiết x bình trừ 2x bằng 2 vào, chúng ta tính thôi. Như vậy là cái mặt đơn thứ nhất rút x bình ra, các em sẽ còn lại là x trừ 2 tất cả bình, rồi cộng cho 5 x bình trừ 2x cộng 6. Như vậy là x, cái mặt đơn thứ nhất nó chính là gì? Nó chính là x bình trừ 2x tất cả bình đó. Vậy nó chính là 2 bình. 2 bình là 4. 4 cộng 6 lần đuôi là 10. 10 lại cộng 10 ở giữa nữa là bằng 20. Như vậy là ta đã làm xong bài thi đầu tiên. Ta qua bài thi số 2. Rồi, đây chính là hàm lượng thức số 7. Hình thân cân có hai đáy là AD và BC, thì góc ABC sẽ bằng góc BCD. Đây là điều đúng. Góc BCD cộng cho CDA bằng 180 là hai góc kề cạnh bên cộng lại 180, đúng rồi. BAD cộng ABC, BAD cộng ABC cũng bằng 180. Còn BAD cộng ADC bằng 180 là không có căn cứ. Cái này là sai kìa. Thì để phân thức này bằng 0 thì tử phải bằng 0. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Thì cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành, mà hai đường chéo bằng nhau nữa thì thành chữ nhật.
Rồi. Tam giác vuông ở A. Rồi theo Pythagore chúng ta sẽ có AC bằng 8. Rồi lấy 8 nhân 6 là hai cạnh có vuông nhân nhau chia đôi. Rồi bằng 24. Sao đề dễ vậy ta? Rồi để đa thức này bằng 0 á thì x sẽ bằng bằng 2. X bằng 1 thì làm cho tử bằng 0, nhưng mà làm mẫu bằng 0 luôn là không được. Vậy ta lấy x bằng 2 thôi. Số giá trị nguyên để cái này đạt nguyên thì em cộng tử giữa mẫu thôi là 10 trên 2x cộng 1. Vậy biểu thức A là 10 trên 2x cộng 1. Rồi F 2x cộng 1 là ước của tử. Ước của tử là ước của 10 đó. Thì ước của 10 nó có gì? Nó có 1, 2, 5, 10. Và những số âm, âm 1, âm 2, âm 5, âm 10. Mà các em thấy 2x cộng 1 là số lẻ thì không thể nào mà bằng 2 với 10 được. Vậy chỉ còn 1, 5 với lại trừ 1, trừ 5 thôi. Vậy là có 4 giá trị, 4 giá trị nguyên của x. Rồi phân tích cái này thành nhân tử. Thì đây ta nhóm kiểu 3, 1. Nhóm kiểu 3, 1 đưa về hàm ẩn thức số 3. Thì chúng ta sẽ có là x trừ y cộng z nhân với x trừ y trừ z. Đây. Rồi. Và này chúng ta lấy số 4 chuyển qua bên trái là thành trừ 4. Bẻ ra thành trừ 2 và trừ 2. Nhét vào giữa hai hạng tử đầu và hai hạng tử cuối. Thì chúng ta sẽ có là x bình cộng 2 cộng 1 phần x bình. Rồi cộng với y bình cộng 2, xin lỗi, trừ 2, trừ cho 1 phần y bình bằng 0. Vậy các em sẽ có tổng hai cái bình phương là x trừ 1 phần x tất cả bình cộng y trừ 1 phần y tất cả bình bằng 0. Vậy từ đó chúng ta sẽ cho hai cái số hạng x trừ 1 phần x bằng 0, đồng thời y trừ 1 phần y bằng 0 luôn. Vậy là x sẽ bằng cộng trừ 1, y cũng gọi là bằng cộng trừ 1. Vậy từ đó chúng ta sẽ có 4 cặp số tất cả. 1, 1 này, trừ 1, trừ 1 này, rồi 1, trừ 1 này, và trừ 1, 1. Rồi. Bài này các em đi từ giả thiết 2a bình cộng 2b bình trừ 5ab bằng 0. Thầy chuyển vế mà. Rồi các em phân tích cái vế trái thành nhân tử. Hai a bình trừ 4ab trừ ab cộng 2b bình bằng 0. 2a bình trừ 4ab, các em rút 2a ra ở trong còn a trừ 2b. Rồi trừ ab cộng 2b bình thì các em rút trừ b ra ở trong còn a trừ 2b. Như vậy cuối cùng là giả thiết cho sẽ dẫn tới là a trừ 2b nhân cho 2a trừ b bằng bằng 0. Mà a với b là số dương. A với b là số dương. Và a lớn hơn b. Như vậy ta có hai trường hợp. Thứ nhất là a bằng 2b. Thứ hai là b bằng 2a. Dạ.
giả thiết sẽ dẫn tới a bằng 2b và b bằng 2a. Bây giờ ta coi thử giả thiết a lớn b lớn không giúp gì cho ta nha. Giờ các em chú ý b bằng 2a tức là b bằng a cộng a. Điều này vô lý. Vì sao? Vì b thì nhỏ hơn a mà là số dương hết, thì b không thể bằng a cộng thêm a được nữa. Vậy là chỉ có là a bằng 2b thôi. A bằng 2b thì 3a sẽ bằng 6b, 2a sẽ bằng 4b. Như vậy là b phở của mình sẽ bằng 6b trừ b trên 4b cộng b. Đáp án sẽ là 5b trên 5b tức là bằng 1. Bài thi số 3. Hình thang cân ABCD. Đáy nhỏ là BC, góc A bằng 70 độ. Vậy góc C sẽ bằng góc B và bù với góc A, tức là nó thành 110. Bài này chúng ta giải bằng tay cũng được mà giải bằng máy cũng được. Bằng trừ 3 cái. Rồi rút gọn ra thức này. Kết quả sẽ bằng 0. À xin lỗi, kết quả sẽ bằng âm 10 các em. Hình vuông có cạnh bằng căn 2 thì độ dài đường chéo sẽ bằng căn 2 nhân thêm căn 2 nữa là thành 2 luôn. Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 12 và 16. Các em bẻ đôi ra là 6 với là 8. Dùng Pythagore thì cạnh thoi sẽ ra là 10. Số đề dễ vậy ta. Tập hợp các giá trị x thỏa. Giá trị đối với x trừ 1 cộng 1 chữ x bằng 2 là, bây giờ x trừ 1, x trừ 1 mà lớn hơn bằng 0 này, tức là x lớn hơn bằng 1 đó. Giá trị tuyệt đối của x trừ 1 với là giá trị đối của 1 chữ x là bằng nhau chứ. Vậy chúng ta sẽ có là giá trị đối x trừ 1 là bằng 1 đó. Vậy x trừ 1 sẽ bằng 1 hoặc là bằng âm 1. Vậy ta có hai thành x, đó là x bằng 2 và x bằng 0. 0, 2. Hình chữ nhật AB bằng 6, AC bằng 10. Vậy BC sẽ bằng 8 theo Pythagore. Diện tích hình chữ nhật sẽ là 6 8 48. Rồi đa thức này chia hết cho x trừ 1. Vậy nghiệm của đa thức x trừ 1 sẽ là nghiệm của đa thức trên này. Vậy ta có 1 mũ 2016 cộng cho A sẽ bằng 0. Vậy A sẽ bằng trừ 1 kìa. Bây giờ A, B, C là các số dương thì các em sẽ dễ dàng chứng minh được một số dương cộng với nghịch đảo của nó thì luôn luôn lớn hơn, tồi nhất là bằng 2. Nhớ nha các em, a phần b cộng b phần a thì luôn luôn lớn hơn bằng 2 với mọi số a dương đó. Các em có thể tự chứng minh mà nhé, hoặc là lên xem chuyên đề trên kênh của thầy.
Như vậy giá trị nhỏ nhất của B sẽ bằng 6, bởi vì nó là tổng của ba cặp nghịch đảo. Rồi, bây giờ câu số 10. Người ta cho cái gì mà ghê rợn vậy? Rồi, yên tâm này, các em tách nó thành tổng bình phương thôi. 2x bình cộng 2y bình trừ 2xy cộng 2x cộng 2y cộng 2 bằng 0. Thì ta sẽ có tách ra x bình đi với trừ 2xy đi với dương y bình, còn một x bình đi với 2x và đi với 1, còn lại một y bình đi với 2y và đi với 1. Vậy ta có ba cái bình phương cộng lại bằng 0. X trừ y tất cả bình cộng x cộng 1 tất cả bình cộng y cộng 1 tất cả bình bằng 0. Như vậy là gì? Như vậy là x và y đều bằng nhau và bằng trừ 1, để cả ba cái bình phương nó cùng lúc bằng 0, sau đó cộng lại sẽ bằng 0. X bằng trừ 1, y bằng trừ 1 thì biểu thức A sẽ bằng 1 mũ 2016 cộng cho 0 mũ 2017. Vậy đáp án sẽ bằng 1. Ta nộp bài luôn kìa. Có sai một hai câu thì cũng không phải là vấn đề lớn nha. Sai mất một câu.